Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Yamaha Vasio 2022, một cái dòng xe lai xăng điện có kiểu dáng đầy táo bạo. Yamaha Vasio 2022 chính là một trong những cái dòng tay ga vừa được ra mắt tại thị trường Nhật Bản. Cái sự ra mắt của em ấy đã làm cho thị trường xe máy Đông Nam Á trở nên chấn động khi Vasio 2022 đột ngột trở thành trong những cái chủ đề phủ sóng rộng rãi trên rất nhiều cái trang thông tin về xe máy đình đám. Nhưng liệu cái mẫu xe Vasio 2022 sở hữu những cái ưu điểm gì mà được o bới như vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong clip bên dưới nhé. Cái chiếc Vasio 2022 đang gây ấn tượng với người nhìn thông qua cái mặt ngoại hình nuột nà và táo bạo. Về mặt kiểu dáng của con xe, nó được tạo ra từ cái sự kết hợp giữa những đường nét bo tròn mềm mại nhưng lại trông vô cùng táo bạo, với tổng thể y hệt như một cái phi thuyền đi cùng một lối thiết kế hoàn toàn mới lạ dựa trên cái hình bộ dục. Vasio 2022 đã được Yamaha kim cắt rất nhiều chi tiết cắt xẻ ở những vị trí như cái phần dề trước, yếm trước, ốp hồng vân, nhằm khiến cho cái chiếc Vasio 2022 trở nên tinh tế hơn và tạo cho người xem cái cảm giác nó gọn gàng, thanh thoát hơn. Cái phần đèn lái của chiếc Vasio 2022 sở chứng minh cái dáng ngoại vô cùng tinh tế, với mặt của hình dáng bầu dục độc đáo, trông nó vô cùng cân xứng với tổng thể chiếc xe. Trong kế cái cụm đèn lái này lại tích hợp một hệ thống chiếu sáng công nghệ bóng LED rất hiện đại, tiết kiệm điện năng nhưng lại cho ánh sáng cũng rất là mạnh mẽ. Vasio 2022 mang cho mình 3 điểm có thể tùy chỉnh và cá nhân hóa theo cái sở thích từ người chủ, chính là cái nắp kẹt quạt, cái nắp ốp hông ở bên trái, cái nắp ốp hông bên phải vân. Nguyên bản chúng được cấu tạo từ nhựa nhám, nhưng các chi tiết đồ chơi chính hãng do Yamaha phân phối thì chúng có rất nhiều màu sắc để người chủ cái chiếc xe này có thể lựa chọn. Cái phần đèn học của Vasio 2022 cũng có kiểu dáng bầu dục như hệ thống phía trước. Trong cái cụm đèn hậu này thực sự nó nhìn rất là đỉnh mắt, với hai cái đường cắt xẻ dứt khoát ở hai bên, làm cái phần đèn hậu cho cái chiếc Vasio 2022 cứ như đang lộ ra ở bên ngoài. Những cái trang bị của con xe này cũng rất là xịn sò và đáng để chúng ta chú ý. Vasio 2022 được Yamaha ưu ái tích hợp cái màn hình LCD đi cùng một lối hiển thị rất đơn giản với các thông số cơ bản, dễ dàng quan sát không bị rối mắt dù bố trí ở một cái bố cục khiêm tốn về mặt diện tích. Vasio 2022 là một hệ thống xe hoàn toàn mới của Nhật Yamaha, nên dĩ nhiên sẽ có một cái công nghệ là Econess giúp người lái có thể dễ dàng chủ động hơn trong quá trình bảo dưỡng chiếc xe. Trên cái mẫu xe mới sẽ có hai cái hốc chứa đồ ngay vị trí bên dưới tay lái, một cái hốc chứa đồ thiên và một cái hốc chứa đồ kính, giúp tích hợp thêm một cái cổng sạc USB để người lái có thể sạc những cái năng lượng cho những thiết bị điện tử. Cái mẫu xe này còn sở hữu cho mình chìa khóa smart key cũng rất là xịn sò, an toàn hơn rất nhiều so với những cái chìa khóa cơ khi không thể bị vô hiệu hóa bởi một cách dễ dàng ở những cái thanh đoạn khóa. Cái chiếc Vasio 2022 cũng rất được nhiều cái mẫu tay ga phổ thông khác đảm bảo an toàn cho người lái bằng một hệ thống thắng địa trước và sau là thắng đùm, đủ sức để hãm tốc với nhu cầu di chuyển ở trong đô thị và đường phố. Cái chiếc Vasio 2022 có một dung tích cốp dựng ở mức 17,1 lít, chứa được một cái huyễm là nửa đầu, còn dư thêm một cái không gian để chúng ta để những cái vật dụng khác. Về mặt động cơ, cái dòng là Vasio 2022, đây là một cái dòng xe lai xăng và điện đi cùng với có động cơ Duro 2 disc, dung tích thật là 124,8cc, có một cái hệ thống motor trợ lực điện. Cái phần động cơ của chiếc Vasio 2022 có thể sinh ra một cái công suất là 8,3 HP, đạt ở ngưỡng tua máy là 6.500 vòng/phút, trong khi cái moment xoắn cực đại là 10,6 Nm, tại ngưỡng tua máy là 4.500 vòng/phút. Về mặt giá bán, cái chiếc Vasio 2022 đang được phân phối chính hãng bởi Yamaha Indonesia với mức giá bán đề xuất trong khoảng từ 21.700.000 ADR đến 22.000.000 ADR. Nó tương đương trong khoảng là từ 34,3 triệu đến là 34,8 triệu Việt Nam đồng, tùy theo từng màu sắc khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để kịp tiếp nhớ like, share, subscribe.